Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì đã rất lâu rồi bên mình chưa giới thiệu đến cái sản phẩm bay bên mình. Thì hôm nay mình vừa ra mắt cái mẫu sản phẩm bay Seto thép lưỡi cưa mẫu mới nha. Thì lúc trước giờ bên mình giới thiệu cho anh em cái bộ đôi bay lưỡi cưa CD này, không có cái khâu phía sau này. Nhưng hôm nay thì bên mình vừa đặt bên chỗ xưởng sản xuất cái mẫu mới, có cái khâu ở phía sau nha. Thì được rất nhiều anh em yêu cầu thì mình vừa về cái sản phẩm có khâu phía sau này để giới thiệu đến anh em. Bay có khâu phía sau này bên mình có hai loại nha, loại 8 phân và loại 10 phân. Ở trên tay mình đang cầm đây là cái loại 8 phân nha anh em nhé. Ở đây là thép lưỡi cưa CD nha, nó rất là dẻo này, em nhìn này, đồ đang hôi còn rất là tốt nha. Bay này chặt gạch thoải mái nha anh em. Khâu inox có khâu phía trước và khâu phía sau luôn nha, để anh em khi gõ gạch thì nó sẽ không bị tóe cái đâu ở phía sau này. Bay này thì được tặng 4 cái đinh, anh em nhìn này, được tặng 4 cái đinh luôn nha, rất là chắc chắn. Mình sẽ đo cái kích thước bay cho anh em xem cụ thể này. Đây, cái bay này nó bên ngang của nó là 8 phân nha, 8 phân. Và chiều dài của nó sẽ là 17 phân nha anh em, 17 phân. Tổng thể cả cái cảng là 35 phân này. Cảng này là cảng tre nha anh em, cảng tre. Thì ưu điểm của cảng tre này thì anh em cầm nó rất là nhẹ, và lại là nó khi thời gian sử dụng dài á, tre này là nó không bị mục khi sử dụng gặp nước nha. Nên anh em rửa nhiều nó không sẽ không bị mục như cảng gỗ. Và bay Huế này người ta chỉ có rất là chuồng cảng tre này nha anh em, cầm nhẹ và không bị mục, rất là chắc chắn nha. Anh em mua cái sản phẩm bay này á, thì bên mình bảo hành phần cảng luôn nha, nếu có bị sụp cảng thì bên mình sẽ gửi cảng cho anh em thấy luôn. Cái này thì đảm bảo với anh em thì xe tô rất là êm và chặt gạch thoải mái, không sợ sụp cảng nha. Thì ở đây mình sẽ báo giá cái 8 phân này. Cái 8 phân này bên mình đang bán với giá là 60.000. Mình có hai loại, bay này nên anh em mua cái nào nó cũng 60.000 nha, không có khâu nó cũng 60.000, có khâu phía sau này nó cũng 60.000 nha. Bay bên này thì tặng 3 đinh này, bài này tặng 4 đến nha, anh em lấy loại nào thì lấy nha. Rồi tiếp theo là bài lớn, bài này bảng 10 phân nha anh em, bảng 10 phân này, anh em nhìn 10 phân nha, nó dài thì là 18 phân, 10 phân và sẽ dài rộng 10 phân và dài 18 phân nha. Bài này thì cùng tặng 4 đến nha anh em, tặng 4 đến, khâu inox cạn tre nha, có khâu phía sau. Bay này là bay Seto, lưỡi cưa rất là dẻo nha anh em, nhìn lưỡi cưa rất là dẻo, chặt gạch thoải mái nha anh em. Cây này bên mình đang bán với giá là 70.000. bây giờ mình sẽ test chặt gạch cho anh em xem luôn, test chặt gạch luôn nha. Đây thì mình lại có sẵn một viên gạch, đây là viên gạch tùy nen nha, tùy nen cực kỳ chắc chắn nha. Gạch này gạch 6 lỗ, thịt rất là dày này, chứ không phải loại mỏng nha. Test chặt cho anh em xem nha. Đây anh em nhìn, cái lưỡi của nó sẽ không bị, đối với dòng lưỡi cưa này nó sẽ không bị tóe đâu nha, mình anh em chặt thoải mái luôn, nó không bị tóe một tí nào hết á. Đây, cán của nó cực kỳ chắc chắn nha anh em. Bây giờ anh em cứ chặt gạch thoải mái, gạch ống, gạch thẻ cho anh em chặt thoải mái nha. Cái này nó rất là chỉnh nha, không phải mình chọn cả loại gạch dùng để chặt cho anh em xem đâu. Rồi thì mình vừa giới thiệu xong cái bộ đôi bay thép lưỡi cưa này, chuyên dùng Seto này nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sang cái bay một bay nhỏ. Bay này thì anh em chuyên dùng đập cắt vào băng phù điêu cũng như là cắt vào chì. Bay này bay Huế đập liền chiếc nha. Sản phẩm của nó là bay liền chiếc nha anh em. Đây. Sản phẩm của nó bay liền chiếc chứ không có chấp vá hàng nổi hay gì hết nha. Đây thì mình đã chuẩn bị 7 cây này. Cái nhỏ nhất là 1 phân, 2 phân, 3 phân, 4, 5, 6 và 7 nha. Đây. Đây là cái bay 1 phân. Thì 1 phân thì nó có bên ngang khoảng tầm 1 phân đến 1 phân rưỡi. Để nha anh em, càng liền nha. Bay này bên mình đang bán cây 1 phân này với giá 60.000. 60.000 nha. Tiếp theo là bay 2 phân.
Bài này bài 2 phân nha anh em. Bài 2 phân thì nó có biên ngang là 2 phân hoặc 2 phân hơn này. Bài này bài ren thủ công thành ra cái độ chính xác của nó thì không thể đúng theo kích thước được. Thì nó có lệch một tí về kích thước. Cái này bên mình đang bán với giá là 80.000 nha anh em. Bài 2 phân 80.000. Tiếp theo là cái bài 3 phân. Bài này bài 3 phân nha. 3 phân thì nó có biên ngang của nó là khoảng tầm 3 phân hoặc 3 phân hơn một tí. Bài này thì bên mình đang bán với giá là 90.000 nha. Bài đập liên chiếc 90.000. Mấy cái bài này nó rất là dẻo nha anh em nhìn này. Anh bè này. Đây, anh em bè cắm cỡ nào nó cũng trả lại hết á. Nó trả lại thẳng này. Anh em bè này. Nó rất là dẻo nha. Tiếp theo là cái bay 4 phân. 4 phân thì nó có biên ngang của nó là sẽ là 4 phân nha anh em, 4 phân và nó sẽ là 110.000. Bay 4 phân này 110.000 nha. 110.000 bay 4 phân. Theo là bay 5 phân này. Bay này bay 5 phân nha. Bay 5 phân thì nó có biên ngang 5 phân này. Bay số 5 thì nó 5 phân. Và cái này có một giá 130.000 nha anh em. Bay cực kỳ chắc chắn và đang hồi rất là dẻo luôn này. Bài này anh em cắt đập các hoa văn phù điêu hoặc lâm vào chắc phao chỉ nó rất là tuyệt vời luôn nha. Và đây là cái bài 6 phân. 6 phân thì nó có biên ngang của nó là sẽ là 6 phân nha nha. 6 phân. Đây. Cái này khâu inox càng tré nha. Đặc biệt bài hủy là nó sử dụng càng tré nha, không phải càng gỗ nha. Đây. Nó rất là đang hô rất là tốt nha. Ở đây là cái bài phân. Phân anh em, nó có biên ngang của nó là sẽ là 7 phân đây và nó thậm chí nó có hơn một tí thì cái đồ chính xác ren thủ công thì nó không được chuẩn, đôi lúc nó hơn 7 phân hoặc là nó đúng 7 phân. Bài này thì lực là đang hồi rất tốt nha. Cái này bên mình đang bảo giá 170.000. Okay. Thì anh em nào thật cái chuẩn dòng bài xe tô đập liên thì mình có luôn nha. Đây mình có bộ đôi bài xe tô đập liên. Bài này bài 8 phân và 9 phân. Đầu tiên là cái bay 8 phân này. 8 phân này nó có biên ngang 8 phân. Và chiều dài của nó sẽ là 17 nha anh em. Chiều dài lưỡi của nó sẽ là 17. Cái này thì bên mình đang bán với giá 230.000 nha. 230.000. Đây bay liền nha. Thì bay này là sử dụng khâu inox này. Khâu inox càng tré nha anh em. Và được đập liền chiếc, không có mùi hàng nha. Còn em thật ra dòng chuồng bay lớn thì mình có bay 9 phân này. 9 phân. 9 phân và dài 18 nha anh em. Bài này thì càng tre khâu inox, cây này 250 nha. Thì bài hủy xe tô đập liền xe tô này thì mình nói trước cho anh em là bài này không chặt được gạch nha. Bài ren là chắc chắn anh em sẽ không chặt được gạch. Nếu anh em muốn chặt gạch thì anh em mua bài lưỡi cưa nguyên thủy này về chặt gạch thoải mái luôn. Chứ mà bài đã hơ núng và ren có lửa thì anh em chặt nó sẽ bị mẹ, như kiểu anh em ren cái dao về anh em mang ra chặt gạch hoặc chặt cái vật gì cứng cứng là nó mẹ cái lửa dao liền à. Thế nên em cứ để ý như vậy. Bay ren chỉ có xấy tô không chặt gạch nha anh em, không chặt gạch. Còn anh em muốn chặt gạch thì cho mua bay lưỡi cưa CD này về chặt gạch thoải mái nha anh em, không ngại bất cứ loại gạch gì hết á. Thì có sụp cả sụp đôi chứ bên mình bảo hành luôn nha. Thì giá của cặp bay nó rẻ nữa, nhẹ và rất là êm nha. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng về các dụng cụ xây dựng như bay Huế, bay lưỡi cưa CD, bay xe tô đập liền, bay đắp các hoa văn phù điêu, ống trục pha chỉ, kẻ cân bằng. Nói chung là tất cả các dụng cụ chuyên ngành về ốp lạc gạch thì bên mình có hết nha. Anh em liên hệ theo số điện thoại 0399131543 để đặt hàng nha. Hoặc là liên hệ qua cái số điện thoại mình đã ghi ở trên màn hình nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nha. Mình xin chào nha.